khi Tổng thống Trump hỏi vị phóng viên này rằng anh ta đến từ đâu. So on behalf of Where are you from? I'm from Taiwan. Good. Ngụ ý rằng anh ta làm việc cho hãng truyền thông nào, thì anh ta trả lời mình đến từ Đài Loan để che đậy sự thật rằng anh đang làm việc cho Dragon TV, một đài truyền hình thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông Thượng Hải, được cho là tập đoàn truyền thông của chính quyền Trung Quốc. Anh này có thể phải đối mặt với một án phạt nặng ở quê nhà. Hôm 16 tháng 4, một quan chức ngoại giao của Đài Loan cho biết vị phóng viên này đã vi phạm điều 33 của đạo luật về quan hệ giữa người dân Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Theo luật này, người dân Đài Loan không được giữ bất kỳ vị trí nào trong các đảng chính trị, quân đội hoặc các thể chế mang tính chất chính trị của Trung Quốc. Nếu vi phạm, có thể bị phạt từ 100.000 đến 500.000 đài tệ, khoảng từ 77 đến 388 triệu đồng. Chính phủ Hoa Kỳ từ lâu đã cảnh báo về mối quan hệ chặt chẽ của tập đoàn truyền thông Thượng Hải với chính quyền Trung Quốc. Trên thực tế, cựu chủ tịch của tập đoàn truyền thông Thượng Hải đã từng là một quan chức cấp cao trong chính quyền thành phố Thượng Hải. Hiện ông này vẫn đang là một thành viên chủ chốt trong tập đoàn truyền thông Thượng Hải. Giới trí thức Đài Loan đang kêu gọi các biện pháp nghiêm khắc hơn đối với vị phóng viên này, bao gồm cả việc thu hồi quyền công dân Đài Loan của anh. Một tài khoản có tên Nai Wang viết: "Hãy sử dụng luật chống xâm nhập Đài Loan để điều tra anh ta vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trả tiền cho anh ta." Trước đó, vào tháng 12 năm 2019, Đài Loan đã thông qua luật chống xâm nhập để đối phó với các thủ đoạn của Bắc Kinh nhằm gây ảnh hưởng đến chính trị và dân chủ trên đảo Đài Loan.